mà nó múc được nó ăn nó thích. Đấy, để ở ngoài em muốn lên mặt lấy con nha. Đấy thấy chưa thì, đấy thấy chưa là thấy hình ảnh đấy thấy chưa? Đến với tiếng hát của một cái cổ thụ, vâng, và cũng là một người mẹ đỡ đầu cho Dương Ngọc Thái ở những bước đi đầu tiên của anh. Chúng ta cho nên nhạc phẩm Nhật ký đời tôi của nhạc sĩ Thanh Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Giao Linh xin được kính chào quý khán giả thì con và xin gửi tới quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất.